Kính chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh Phú Hiếu Nguyễn. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 19 Tây tháng 12 năm 2021, và giờ này đang là 4 giờ 15 chiều. Mình đang đi dạo ở cái khu vực mà gần chỗ mình ở. Thì tiện đây mình muốn gửi tới cho các bạn một cái video clip ngắn nói về một cái ngôi trường đằng sau lưng của mình đó các bạn. Đó là một cái ngôi trường cấp 3 họ đang xây dựng, và coi như cái công trình này thì họ làm nó rất là quy mô và lớn. Chính vì vậy các bạn thấy cái ngôi trường này á là họ làm cũng được 3 năm mấy nay rồi các bạn, 3 năm mấy trời nay rồi, gần 4 năm mà vẫn chưa hoàn thành xong. Nhưng mà tới bây giờ thì họ hoàn thành cũng được cỡ khoảng chừng độ chừng 80% rồi các bạn, 80% rồi. Đó, bây giờ chỉ còn cái bên trong là để họ coi như là bắt điện, bắt nước, tất cả mọi thứ hết. Rồi bắt đầu họ làm cái phần bên ngoài á, họ làm lại hết tất cả những cái phần bên ngoài luôn, là coi như là xong. Đó. Thì cái trường này á, nó được mang cái tên là Carlo Mirandorf Schuller. Carlo Mirandorf Schuller. Và nó chỉ dành riêng cho cấp 3 thôi các bạn. Nó gọi là Gymnasiale Oberstufer, tức là nó chỉ tính là những con em nào mà muốn vô trong cái trường này học thì là chỉ có từ lớp 10 đổ lên, lớp 10, lớp 11, lớp 12, 3 lớp đó thôi thì mới vô trong cái trường này. Tại vì trường này nó chỉ dành cho cấp 3 thôi các bạn, chứ nó không có dành cho cấp 2. Đó, thì bây giờ là giống như là hôm nay mình tiện tay mình muốn coi như là quay một cái video clip ngắn này á, để mình muốn chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn là mình sẽ làm một buổi live stream, tức là quay trực tiếp vào ngày Chủ nhật 2 Tây tháng Giêng năm 2022 vào lúc 14 giờ, tức là 2 giờ chiều các bạn. Mình nhắc lại một lần nữa nha, là cái giờ giấc của mình là mình sẽ làm một buổi quay trực tiếp live stream vào ngày Chủ nhật ngày 2 Tây tháng Giêng năm 2022 vào lúc 14 giờ 2 giờ chiều. Thì nếu như mà tất cả quý vị và các bạn, nếu ai ngày hôm đó mà có thời gian rảnh thì ghé vô để coi như là chúng ta có thể nói chuyện tâm sự tâm tình với nhau. Tại vì lần trước á, mình tính làm một cái buổi live stream ở trên cái kênh Phú Hiếu Nguyễn của mình, nhưng mà vì kỳ đó là vì lý do kỹ thuật nó bị trục trặc, cho nên lần này mình sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tốt hơn, và mình có cái chủ đề rất là rõ ràng. Đó là ngày hôm đó mình sẽ làm về chủ đề làm thế nào để mọi người chúng ta giữ gìn sức khỏe trong cái mùa đại dịch bệnh Corona Covid-19 này, thì bằng cách là chúng ta sẽ chơi thể thao. Mà chơi thể thao bằng cách nào, là tại vì chơi thể thao thì các bạn biết được rồi, nó có rất là nhiều cái môn thể thao mà các bạn cần phải, thí dụ như vô trong những cái hội, hoặc là các bạn phải đăng ký vô để là làm thành viên. Nhưng mà chơi thể thao thì nó có rất là nhiều cách, không nhất thiết là mình phải vô trong một cái phe ai, tức là một cái hội, hay là chơi những cái môn thể thao nào mà như nó tùy theo, đúng không? Tùy theo cái sức lực của mỗi người, chứ không cần nhất thiết phải chơi những cái môn mà nó đòi hỏi là cần phải có kỹ năng hoặc là cần phải có sức lực. Thì bây giờ mình cũng không có nói nhiều, nhưng mà cái chủ đề của mình là nó rõ ràng dạy để các bạn không bị mất thời gian của mọi người. Thì cái hôm mà phát buổi trực tiếp ngày 2 Tây tháng Giêng năm 2022 thì mình sẽ vạch ra tất cả những
cái gì trong cái sự hiểu biết của mình, và mình sẽ chia sẻ tâm tình với tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ mình cũng xin tạm ngưng cái video clip ở đây nha các bạn. Và tiện đây mình cũng xin cầu chúc cho tất cả các ông bà, cô chú, các anh chị cũng như tất cả các bạn luôn luôn được dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại cũng như tương lai sắp tới. Thân ái, hẹn gặp lại.